Chào cả nhà, chúc cả nhà ngày mới với nhiều sức khỏe và thành công. Hôm nay Khỏe Official sẽ mang đến cho các bạn top 10 công thức detox có tác dụng bổ sung các vitamin, giúp giảm cân, thanh lọc cơ thể nhằm loại bỏ các chất độc hại và mỡ thừa có trong cơ thể. Từ đó sức khỏe được cải thiện toàn diện hơn và sở hữu làn da trắng hồng tự nhiên hơn. Cơ thể dường như được làm mới, trạng thái tinh thần được nâng cao giúp bạn cảm thấy thoải mái và làm việc hiệu quả hơn. Hy vọng video sẽ giúp ích cho bạn trong việc cải thiện toàn diện sức khỏe và sắc đẹp cho mình. Sau khi xem hết video, nếu các bạn thấy series hữu ích hãy đừng quên bấm like và share trên kênh YouTube cho gia đình, bạn bè và người thân của mình. Hãy bấm vào đăng ký kênh để là người đầu tiên đón nhận những video mới nhất nhé. Lợi ích khi uống nước detox đúng cách, hỗ trợ quá trình trao đổi chất, kiểm soát và hạn chế tình trạng đói, giúp bạn hạn chế cảm giác thèm ăn những thức ăn chứa nhiều chất béo khác, cung cấp cho cơ thể những chất dinh dưỡng lành mạnh, cải thiện lưu thông máu, nạp ít calo vào cơ thể, không có chất béo, hỗ trợ và thúc đẩy quá trình tiêu hóa, được làm từ những loại trái cây chứa nhiều enzyme và các chất dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là quá trình tiêu hóa. Cách làm nước detox cực kỳ đơn giản. Đây là loại thức uống khá gần gũi và quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày của nhiều gia đình. Nước detox không chỉ có tác dụng giảm cân mà còn cung cấp nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe. Dưới đây là những cách giảm cân bằng nước detox đơn giản nhưng hấp dẫn và hiệu quả vô cùng. 1. Nước detox từ dưa hấu, dâu tây và bạc hà. Nguyên liệu: dưa hấu 1/4 quả, dâu tây 4 quả, 5-6 lá bạc hà. Cách thực hiện: rửa sạch tất cả các nguyên liệu, dâu tây, dưa hấu cắt lát mỏng, bạc hà nghiền nhẹ, cho tất cả vào lọ đựng, đổ 600ml nước lọc rồi cất trong tủ lạnh từ 3-5 giờ là có thể thưởng thức. Khi uống bỏ thêm đá. 2. Detox dưa hấu, chanh và bạc hà. Chanh kích thích và điều tiết hệ tiêu hóa, nhằm phá vỡ cấu trúc chất béo, giúp giảm cân tốt. Dưa hấu giúp đào thải độc tố và thanh lọc gan tố. Nguyên liệu: 500g dưa hấu chín, 2 quả chanh, 1 vài lá bạc hà, 1,5 lít nước lọc, 1 bình đựng nước detox. Cách thực hiện: dưa hấu rửa sạch, cắt bỏ vỏ rồi cắt dưa hấu thành các khối nhỏ, chanh cắt thành lát mỏng. Đổ 1,5 lít nước vào bình đựng detox rồi thả chanh, dưa hấu và lá bạc hà vào cùng vài viên đá nhỏ. Chỉ với các bước đơn giản bạn đã có ly detox thưởng thức rồi nhé. 3. Nước detox xoài và gừng. Xoài và gừng là hai thực phẩm rất tốt giúp giảm mỡ bụng hiệu quả. Nguyên liệu: 1 quả xoài vừa chín tới, 1 củ gừng. Cách thực hiện: bước 1. Gừng gọt vỏ, sau đó dùng 300ml nước đun sôi gừng khoảng 5-10 phút. Bước 2. Dùng máy xay sinh tố xay xoài cho nhuyễn. Bước 3. Cho xoài vào hỗn hợp nước gừng. Lưu ý, nước gừng đã nguội, chỉ sử dụng trong vòng 6-8 giờ sau khi làm xong. 4. Dâu tây và dứa. Nguyên liệu: 5 quả dâu tây, 1/4 quả dứa, 1/2 quả táo, 200ml nước lọc. Cách thực hiện: rửa sạch tất cả các nguyên liệu, cắt dứa và dâu tây thành các lát mỏng. Sau đó cho vào bình nước lọc đổ ngập nước và để trong tủ lạnh để uống dần. Dứa có mùi thơm, vị ngọt dễ uống giúp cung cấp vitamin và khoáng chất cho cơ thể luôn khỏe mạnh và duy trì vóc dáng cân đối và giúp giảm cân. 5. Nước detox chanh và bưởi. Nguyên liệu: 2 quả chanh tươi, 1 quả bưởi gọt vỏ lấy muối ra sẵn, bỏ hạt. Cách thực hiện: bước 1. Quả chanh tươi vắt lấy nước cốt, 1/2 quả bưởi ép lấy nước bằng máy ép hoa quả. Bước 2. Cho vào hỗn hợp thêm lát bưởi và chanh cắt mỏng. Bước 3. Cho hỗn hợp vào tủ lạnh khoảng 30 phút trước khi sử dụng. Hãy sử dụng nước detox giảm mỡ bụng từ chanh và bưởi trong ngày. Đặc biệt, nếu sử dụng hàng ngày và kiên trì lâu dài thì chắc chắn hiệu quả giảm mỡ bụng sẽ cực kỳ cao. 6. Xoài kiwi bạc hà. Xoài chứa calo, chất xơ, vitamin C, vitamin A và canxi. Kiwi cung cấp chất xơ hòa tan, cung cấp số lượng lớn nhằm thúc đẩy cảm giác no, giúp giảm cân tại nhà hiệu quả. Nguyên liệu: 4 lá bạc hà, 1/2 quả xoài sắc hạt lựu, 3/4 ly sữa hạnh nhân không đường, 1 quả kiwi, viên đá. Cách thực hiện: rửa và gọt vỏ kiwi, cắt thành những lát mỏng. Rửa sạch nhánh bạc hà, đặt lá kiwi và bạc hà trong một cái lọ, đổ vào 200ml nước lọc và đậy nắp lại. Đặt trong tủ lạnh và làm lạnh trong ít nhất 2 giờ là có thể thưởng thức. 7. Detox giảm cân từ gừng và chanh. Nguyên liệu: 2 củ gừng, 3 quả chanh, 1 bình thủy tinh. Cách thực hiện: gừng cạo vỏ, rửa sạch rồi cắt lát mỏng.
chanh cắt lát mỏng. Cho gừng và chanh cắt lát vào bình thủy tinh. Thêm 500ml nước lọc vào bình rồi đậy kín nắp. Để vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 3 tiếng là sử dụng. 8. Detox táo, cam và bạc hà. Bạc hà có tác dụng tăng cường quá trình trao đổi chất, giúp đốt cháy chất béo và calo dư thừa nhanh chóng. Táo và cam chứa lượng lớn các vitamin C, khoáng chất cực kỳ cần thiết để cơ thể thải độc, giảm cân hiệu quả và an toàn. Nguyên liệu: nửa trái táo, nửa trái cam, 10g lá bạc hà. Cách thực hiện: rửa sạch các nguyên liệu, cam và táo cắt lát, bỏ hạt. Thả lá bạc hà vào bình cùng với cam và táo. Cho nước lọc vào bình, đậy nắp rồi ngâm trong ngăn mát tủ lạnh từ 3 tiếng, 24 tiếng. Sau đó lấy ra và thưởng thức. 9. Nước detox cam và dứa. Cam và dứa khi kết hợp sẽ cho một thức uống detox cực kỳ bổ dưỡng. Bên cạnh việc giúp cho làn da bạn trắng sáng và căng tràn hơn, nước detox này còn giúp cho bạn giảm được mỡ bụng cực kỳ hiệu quả mà bạn không nên bỏ qua. Nguyên liệu: một quả cam gọt vỏ bỏ hạt, một quả dứa cắt mắt rửa sạch. Cách thực hiện: bước 1. Gọt vỏ quả dứa, cắt mỏng toàn bộ phần cam và dứa, sau đó cho vào 500ml nước. Bước 2. Cho hỗn hợp này vào tủ lạnh để trong khoảng 30 phút cho lạnh rồi lấy ra sử dụng trước bữa ăn khoảng 15 phút. Bạn hãy sử dụng nước detox giảm mỡ bụng từ cam và dứa trong ngày. Để qua ngày có thể khiến nước detox bị hỏng, gây ảnh hưởng xấu cho hệ tiêu hóa. 10. Cách làm nước detox dưa hấu, gừng, chanh và dâu tây. Đây được xem là một trong những loại nước detox không chỉ tốt cho quá trình giảm cân mà còn giúp cơ thể thanh lọc, loại bỏ chất độc. Đặc biệt còn giúp da cải thiện tình trạng mụn nám và tàn nhang. Nguyên liệu: 1/4 trái dưa hấu, 1 muỗng bột gừng, 1 quả chanh, 8 trái dâu tây, 1 ly nước lọc, 1 máy xay sinh tố. Cách thực hiện: rửa sạch các nguyên liệu, dưa hấu gọt vỏ, bỏ hạt và cắt miếng nhỏ, dâu tây bỏ cuống, rửa sạch và để ráo, chanh vắt lấy nước, bỏ hạt. Cho tất cả nguyên liệu đã sơ chế vào máy sinh tố cùng 1 ly nước lọc và 1 muỗng bột gừng, xay nhuyễn đến khi hỗn hợp miệng thì dừng. Sau đó, đổ sinh tố dưa hấu hỗn hợp vào trong ly hoặc hũ thủy tinh, đậy kín nắp và cho vào bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 1 giờ thì có thể lấy ra dùng. Nước detox dưa hấu làm bằng công thức này không chỉ có tác dụng giảm cân mà còn giúp thanh lọc gan và thận. Đặc biệt, nguyên liệu gừng có trong loại nước detox này còn giúp kích thích các loại vi khuẩn còn lợi cho hệ tiêu hóa, đồng thời kiềm chế sự phát triển của các vi khuẩn gây bệnh ở ruột và dạ dày. Ngoài ra, thức uống này còn bù lại năng lượng và cung cấp nhiều khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Cách bảo quản nước detox đúng cách: bảo quản trong tủ lạnh hoặc nhiệt độ thường, hạn chế tiếp xúc ánh nắng trực tiếp, pha vừa đủ lượng nước uống trong một ngày, bảo quản trong bình đậy nắp kín, không đựng trong bình kim loại hoặc giữ nhiệt để tránh gây ra các phản ứng hóa học trong bình đựng. Thời gian thực hiện quá trình này phụ thuộc vào mục đích của bạn, có thể kéo dài 1 tuần, 1 tháng. Tuy nhiên, không nên quá lạm dụng hoặc sử dụng trái khoa học vì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hy vọng với những thông tin cách làm nước detox giảm mỡ bụng đã được chia sẻ trên đây sẽ giúp bạn nhiều trong giai đoạn giảm mỡ bụng của mình. Chúc bạn có một thân hình cân đối và một sức khỏe dồi dào, sự hạnh phúc và luôn trẻ khỏe bên cạnh gia đình của mình. Các bạn có khảo thêm cách giảm cân ngay tại nhà trong phần mô tả bên dưới video này. Một lần nữa mình xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và chúc các bạn sớm lấy lại vóc dáng cân đối, thành công và tự tin trong cuộc sống. Nếu các bạn thấy series hữu ích hãy đừng quên bấm like và share cũng như subscribe trên kênh YouTube cho gia đình, bạn bè, người thân và đừng quên đăng ký để nhận những video mới nhất nhé. We'll be right back.